Vâng, một tác phẩm siêu to khổng lồ được chế tác trên chất liệu gỗ quý hiếm. Và một tác phẩm theo như phong thủy sẽ trấn trạch trừ tà, xua đi âm khí, mang lại những vượng khí, những điều may mắn. Đó là những gì mà em mong muốn toàn thể anh em được thưởng lãm và cũng như chiêm ngưỡng một tác phẩm này trong video ngày hôm nay ạ. Và như anh em đang được nhìn ngắm đây, anh em đã nhận ra đó là tác phẩm gì chưa ạ? Và cũng như là trên chất liệu gỗ gì chưa ạ? Tổng chiều cao cho tác phẩm này lên tới là 1m16, chiều ngang cho tác phẩm là 32 và chiều sâu là 22. Và chính tác phẩm này thì anh trai Hồng Lê của bọn em cũng đã làm một video để giới thiệu cùng với toàn thể anh em rồi. Và khi anh trai đó làm video thì tác phẩm này mới chỉ hoàn thiện xong phần mộc. Và ngày hôm nay thì bên em cũng đã hoàn thiện 100% và đã lên si cho tác phẩm để cho tác phẩm này đẹp, và cũng như là bảo quản được phôi gỗ, và cũng như là lên được tông gỗ, và cũng như là nhìn tác phẩm này tuyệt vời hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Và với một phôi gỗ vương mộc tử đàn Ấn Độ có tổng chiều cao lên tới là 1m16, em nghĩ rằng không phải lúc nào, không phải bất kỳ lúc nào cũng có thể là tìm kiếm và mua được phôi gỗ đó anh em nhé. Để tìm kiếm và mua được một cái phôi gỗ vương mộc tử đàn mà có chiều cao lên tới là 1m16 khi hoàn thiện xong rồi, chia sẻ thật với anh em, rất là hiếm anh em ạ. Không phải là có tiền thì mới mua được anh em nhé. Nếu như mà trên thị trường anh em bắt gặp những phôi gỗ vương mộc tử đàn thì đó chỉ là những phôi gỗ vương mộc tử đàn Lam Phi, vương mộc tử đàn Indonesia. Nhưng mà đây là vương mộc tử đàn Ấn Độ. Vậy nên anh em không phải tìm hiểu, tránh trường hợp bị nhầm lẫn anh em nhé. Và kính mời anh em cùng nhìn ngắm kỹ càng hơn về tác phẩm này. Tác phẩm này có tên gọi đầy đủ là Ngài Đạt Ma Hàng Long Phục Tam Lân. Với dáng thế của Ngài đó là dáng thế khất thực anh em ạ. Và Ngài Đạt Ma khất thực thì luôn luôn trên tay của Ngài cầm một chiếc bát anh em nhé. Đó, luôn luôn trên tay của Ngài cầm một chiếc bát. Với dáng thế của Ngài thì rất là cân đối. Và cũng như là bên em có một cái phôi gỗ to và cũng như là liền khối. Vậy nên bên em làm hoàn thiện lên tác phẩm này, thứ nhất là cân đối, thứ hai nữa là rất là đẹp anh em ạ. Và đầu tiên anh em đang được nhìn ngắm đó là thần thái diện mạo của Ngài Đạt Ma anh em ạ. Vâng ạ, và chắc chắn trên một cái phôi gỗ quý hiếm này thì bên em cần có một người thợ, cần có một người nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm trong nghề, có bàn tay điêu luyện để chế tác lên tác phẩm anh em ạ. Và anh em vừa nhìn ngắm lông mày của Ngài, lông mày chùm này, ánh mắt nhìn về xa xăm và những cái điểm nhăn trên khuôn diện của Ngài thôi, bên em cũng đã phác họa rất là chân thực anh em ạ. Và đặc biệt trên khuôn diện của Ngài, điểm nhấn đó là bộ râu anh em nhé. Đó, bộ râu của Ngài là bên em đục tỉa râu xoắn ốc. Và tai của Ngài thì bên em cũng đã đục tỉa, đó là Ngài đang đeo trên cặp tai, đó là khuyên tai anh em ạ. Nhìn rất là đẹp luôn. Và Ngài Đạt Ma với dáng thế gầy gò, cho nên là trên thân mình của Ngài, phần ngực đấy ạ, thì bên em cũng đã phác họa đó là đục phô ra từng cái phần xương ngực của Ngài, và cũng như là phần trễ vai của Ngài. Anh em có thể ngắm ạ, từ khớ cơ bắp thịt của Ngài lộ rõ ra. Với hình hài của Ngài đó là hình hài gầy gò anh em nhé. Và khoác trên thân mình của Ngài đó là một cái tà áo. Và cái tà áo này anh có thể ngắm đó là từng cái phần nếp vải đấy ạ. Đó, vải vóc của Ngài nhìn rất là bay, rất là phiêu. Đặc biệt em có thể di chuyển ngón tay vào cái phần giải lơ giải lụa này của Ngài anh em nhé. Với chất gỗ vương mộc tử đàn Ấn Độ, anh em có thể nhìn ngắm liên si rồi, sờ lên tác phẩm nó mịn như làn da em bé anh em ạ. Và cũng như là cái chất liệu gỗ đó là màu tím đen anh em nhé. Đấy, tím rất là tím, vậy nên sẽ ngả màu tím đen. Và khi anh em chơi tác phẩm này một thời gian thì cái màu tím đen này sẽ ngả thành màu hơi đen đen. Đó, như vậy sẽ làm cho tác phẩm này đẹp, huyền bí và cũng như là giá trị hơn rất là nhiều. Và anh em có thể ngắm trên đây, đó là hình hài và cũng như là thân mình của một chú linh vật, đó là linh vật rồng anh em nhé. Linh vật rồng theo như phong thủy thì sẽ trấn trạch trừ tà và cũng như là chiêu hút tài lộc anh em ạ. Đấy, linh vật rồng anh em nhìn ngắm này. Đó, một linh vật nằm trong tứ đại linh vật và cũng như là đứng đầu trong linh vật rồi. Long lân quy phụng đúng không ạ? Di sần phần đầu này cho tới phần sừng và phần râu em đục rất là kênh, phô ra hết gần như là toàn bộ phần thân mình của chú rồng rồi ạ. Đang uốn lượn ở trên đầu của Ngài đây. Vảy là bên em chặt vảy kép anh em nhá. Và xuống phía dưới này một chút, đó là phần nón của Ngài. Thì ở bên em cũng đã đục rất là khác những tác phẩm khác, đó là làm cái phần vạt nón đấy ạ, rất là kỹ càng anh em nhá. Và xuống phần dưới nữa tới tận cùng, đó là hình tượng của ba linh vật nghê hay còn gọi là lân sư. À, tác phẩm có tên gọi là Ngài Đạt Ma Hàng Long Phục Tam Lân. Phía dưới này có ba chú lân anh em ạ. À, đây là chú lân to, lân to với thần thái anh em có thể ngắm đấy ạ, rất là có hồn đúng không ạ. Di sần toàn bộ phần thân mình,
tỉ ở phần lông, rồi cho tới phần khe kẽ ngón chân, móng chân cũng đục kênh và cũng như là liền khối hết anh em ạ. Một chân này đặt lên viên quả cầu này, lại còn đặt lên một áng mây nữa và đục kênh hết lên như này. Mọi móc rất là kỹ. Và hai chú nghê phía dưới là bên Jason kiểu khác nhá. Đấy, anh em có thể nhìn ngắm kỹ ạ. Lối Jason của hai chú nghê nhỏ sẽ khác so với lối Jason của chú nghê trên. Phần này cũng liền hết anh em nhá, mà đục được phô ra cả phần chân bên trong đi ạ. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Anh em nhìn ngắm kỹ đi ạ. Đấy, rất là đẹp anh em nhá. Dạ vâng ạ, và em cũng xin chia sẻ với toàn thể anh em nhà mình, đó là siêu phẩm này thì em cũng đã được một anh trai ủng hộ rồi. Vâng ạ, thì hiện tại em cũng xin không, em xin phép là không báo giá tác phẩm này trên live, cũng như là không không báo giá tác phẩm này trên video này. Đó, và em cũng đang hoàn thiện lên những tác phẩm khác nữa, thì cũng rất là mong anh em được thưởng lãm và cũng như là theo dõi video này, để lại cho em xin những nút like và ủng hộ cho em xin những lời bình và cũng như là những lời cảm nhận cho tác phẩm này anh em nhé. Và em sẽ là di chuyển tác phẩm này về phía mặt đằng sau một chút nữa để cho anh em có thể được nhìn ngắm tứ diện của tác phẩm. Thì đương nhiên rồi, với một cái phôi gỗ quý hiếm và cũng như là một tác phẩm nó đẹp như thế này thì chắc chắn là bên em phải đục tứ diện rồi. Đây anh em có thể ngắm tổng quan phía đằng sau, phần trên này đó là những dải mây, phía dưới này đó là những làn sóng và đục phô ra được cả thân mình chú nghê to anh em nhé. Ui rồi, nhìn cái chất gỗ anh em nhìn ngắm đi ạ. Chất gỗ quá đỉnh luôn anh em ơi. Tà áo của ngài thì mềm mại, sắc nét uyển chuyển, sờ vào cái phần nếp gấp này như là lưỡi dao anh em ạ, rất là sắc. Đây anh nhìn ngắm đi ạ, cái chất gỗ đi ạ. Đây là vân đen, vân đen này là vân gỗ thật tự nhiên. Đấy, đánh xi lên rồi nổi lên tông gỗ rất là đẹp anh em ạ. Và phía trên này anh em có thể nhìn ngắm, đó là những dải mây đang bay lơ lửng, rất là đẹp anh em nhá. Đấy, mặt bằng trước đã đẹp rồi nhưng mà mặt đằng sau thì cũng không kém phần long trọng anh em ạ. Và em sẽ chia sẻ lại chiều cao kích thước để anh em có thể là được hình dung ra tác phẩm này to như nào anh em nhé. Tổng chiều cao cho tác phẩm này lên tới là 1m16, chiều ngang là 32 và chiều sâu là 22 trên một phôi gỗ vương mục từ đàn Ấn Độ. Nếu như mà không đánh xi thì tác phẩm này sẽ phô ra được những cái ánh kim sa lấp la lấp lánh như là ánh kim tuyến anh em ạ, khi mà dọn đèn flash hoặc là mắt thường cũng nhìn thấy. Nhưng mà bên em đã lên xi cho tác phẩm rồi thì thứ nhất là bảo quản được phôi gỗ và thứ hai là sẽ không nhìn thấy những cái ánh kim sa nữa, nhưng mà ngược lại nó lại nổi lên được cái tom gỗ anh em ạ. Và khi lên xi được cho tác phẩm thì chắc chắn là cái khâu làm nguội hay còn gọi là làm mộc đấy ạ thì phải thật kỹ, phải thật là kỹ càng, bởi vì không làm kỹ không đánh xi được anh em nhá. Vâng ạ, và vừa rồi thì anh em cũng đã được em trai giới thiệu và cũng như là chia sẻ, đó là một cái tác phẩm rất là giá trị. Thì anh em nào mà quan tâm, mong muốn làm một tác phẩm giá trị như thế này hoặc có thể là thấp hơn một chút thì em trai cũng sẽ là nhận theo yêu cầu đặt hàng anh em nhé. Dạ vâng ạ, và cũng xin phép là kết thúc video tại đây và hẹn anh em ở một video giới thiệu tác phẩm mới nhất của bên em anh em nhé. Xin chào ạ.